Đàn ông ham muốn quan hệ tình dục nhất khi nào? Quý vị thân mến, đàn ông cũng giống như các chị em phụ nữ, không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng cho cuộc yêu của mình. Bởi họ cũng có cả ngàn lý do để nói không với tình dục, như đang mệt mỏi hay áp lực trong công việc. Stress tất cả có thể là nguyên nhân khiến đấng mày râu không có ham muốn và thấy chuyện ấy trở nên thật khó khăn. Những thời điểm phụ nữ thèm yêu rất khác biệt so với đàn ông. Thậm chí, các chị em có thể kiêng khem chuyện ấy trong suốt một năm mà vẫn cảm thấy bình thường. Trong khi đó, với cánh đàn ông, nếu phải nhịn yêu trong 20 ngày liên tục, chắc chắn họ sẽ cảm thấy bực bội và không thể chịu nổi. Đặc biệt, ở những thời điểm sau đây, đàn ông thường thèm được lên giường với đối tác hơn gấp nhiều lần với các thời điểm khác. Bởi thế, chị em cần chọn đúng thời điểm để chủ động chiều chàng, giúp đời sống phòng the của mình luôn rực lửa và mang lại sự hòa hợp tuyệt vời cho cả hai. Thứ nhất, vào buổi sáng. Hóa ra thời tiết cũng là một trở ngại đáng kể của chuyện vợ chồng. Mùa hè thì kêu nóng quá, mùa đông rét quá cũng không chịu trả bài. Ở nhà, tôi chẳng bao giờ có chuyện như vậy. Hai vợ chồng lúc nào cũng đều đặn như thường, thời tiết chỉ là yếu tố phụ, cảm xúc mới là vấn đề chính. Vợ chồng tôi năm nay cũng đã ngoài 50, nhưng việc chăn gối không bị ảnh hưởng mấy vì độ tuổi. Ông chồng tôi có sở thích làm chuyện ấy vào khi sáng thức dậy. Với ông ấy, mỗi ngày được làm xong một cái vào buổi sáng sẽ khiến cơ thể khoan khoái dễ chịu. Chứ bình thường, vợ chồng tôi ngủ sớm lắm, cũng không có hứng thú làm chuyện ấy vào ban đêm vì mỏi mệt cả ngày rồi. Sáng ngày ra, cứ tầm 5 giờ sáng, vợ chồng chúng tôi dậy, nhưng phải nằm trong chăn một lúc lâu cho ấm, chứ ra ngoài luôn dễ đột quỵ. Tuổi già cũng chẳng ngủ được nhiều, cứ nằm đó tâm sự cùng nhau, ôm nhau rất tuyệt. Mỗi sáng là tôi lại thấy cái đó của chồng chào cờ là tôi biết ngay. Kể cả mùa đông hay mùa hè, vợ chồng tôi đều sinh hoạt vào sáng khi thức dậy. Mấy nay lạnh rồi nhưng vẫn không ngại ngần gì cả. Trời lạnh này, chui vào chăn chỉ muốn ôm chồng thật chặt. Bao giờ cũng thế, ôm nhau rùa một lúc, chồng sẽ nhẹ nhàng xoa tay, xoa chân rồi xoa lưng cho tôi. Vừa là tác động của việc massage, vừa là bàn tay đàn ông làm nóng người, chỉ một lúc là thấy người dạo dực. Sẵn sàng cho việc ấy chẳng cần chăn đệm gì ấy chứ. Ông ấy rất biết cách để gợi tôi vào cuộc yêu nên tôi cũng rất sẵn lòng. Thường thì làm gì, chồng tôi cũng vẫn trùm chăn cho cả hai vợ chồng. Tuy là không kín mít, được như đắp trong tư thế thông thường, nhưng vẫn khá ấm áp. Và hai vợ chồng thì tha hồ thoải mái vô tư. Vì thế mà suốt đợt rét đậm, rét hại vừa rồi, chúng tôi vẫn thường xuyên đều đặn và vô cùng hạnh phúc. Quý vị thân mến, vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng là thời điểm mà nhiều quý ông thường thức giấc. Lúc này, cái ấy của họ thường ở trạng thái chào cờ và sẵn sàng nhập cuộc cho một cuộc yêu hoàn hảo. Nguyên nhân là do ở thời điểm mới thức giấc, sự lưu thông máu suốt đêm khiến mức cholesterol trong cơ thể sẽ đạt được đỉnh hơn bất kỳ giờ khắc nào khác trong ngày. Điều này khiến các quý ông có ham muốn lâm trận rất cao. Ngoài ra, sau một giấc ngủ sâu vào ban đêm, đàn ông sẽ thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần phấn khởi và nhiều năng lượng cho một ngày mới làm việc hiệu quả. Nếu chiều chồng vào thời điểm này hoặc chủ động tấn công chàng khi mới thức giấc, đảm bảo chàng sẽ thích mê và càng ngày sẽ càng yêu vợ hơn. Khi đàn ông đã được thỏa mãn, chàng sẽ ngoan như một chú cún biết nghe lời và chiều chuộng bạn đời ở mọi nơi, mọi lúc. Thứ hai, khi phải nhịn chuyện ấy lâu dài. Tôi năm nay 50 tuổi, ở cái tuổi mà mọi người vẫn hay bảo là đã đi sang bên kia sườn dốc cuộc đời rồi. Thế nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy mình còn rất trẻ và trong chuyện ấy tôi cũng chẳng khác gì một chàng thanh niên. Tôi và vợ lấy nhau khi còn rất trẻ
và đến nay cuộc sống vợ chồng có thể dùng từ rất nhạt. Nhạt ở đây là trong chuyện chăn gối, còn tất cả những chuyện liên quan đến con cái, ứng xử với gia đình hai bên thì chúng tôi khá đồng thuận và không gặp khúc mắc gì. Vợ tôi hơn tôi 5 tuổi nên bà ấy đã vào giai đoạn mãn kinh, không còn hứng thú với chuyện ấy nữa. Tôi thì ham muốn cao, luôn đòi hỏi vợ mà vợ chẳng đáp ứng, tôi cũng bí bách trong người. Từ khi bà ấy mãn kinh, tôi đã phải nhịn làm chuyện ấy hơn 2 năm nay rồi. Nhiều khi tự xử cũng chán nên tôi rất hay cáu gắt và ít khi về nhà. Mấy năm nay, sau khi kinh tế và chuyện con cái đã ổn thì mỗi buổi chiều tôi vẫn cùng bạn bè kéo đến quán nhậu, bia bọt thay vì về nhà luôn. Vợ cũng không kêu ca phàn nàn về chuyện này và ủng hộ để cuộc sống thêm phần thoải mái. Một hôm, cuộc nhậu của chúng tôi bỗng xuất hiện một nhân vật lạ. Đó là một cô gái trẻ mới ra trường do người bạn thân của tôi dẫn đến. Cô này là nhân viên mới của cậu ấy. Điều lạ lùng, tuy cô ấy còn trẻ nhưng miệng mồm thì rất lanh lẹ và đặc biệt đôi mắt sắc lẹ. Tôi chẳng biết với mấy anh bạn già kia của tôi thì sao, chứ với tôi thì cô ấy chăm chút từng chút một. Rồi tôi cũng xin số điện thoại để gọi là cho vui, thỉnh thoảng có người ngồi nhậu cùng. Vậy mà thành quen. Các buổi nhậu và tụ tập của chúng tôi bỗng nhiên có thêm thành viên mới. Đi đến quán nào, chúng tôi cũng gọi cô gái trẻ ra nhậu cùng. Cô này uống rất được, uống bao nhiêu cũng không thấy say, chỉ có mấy anh già chúng tôi là liềng xỉa. Có hôm, em này nhậu xỉn, tôi cũng đang lúc lâng lâng, vậy là đánh liều khỏi em nhà ở đâu để tôi đưa về. Em nói với tôi, khuya nên nhà trọ đã đóng cửa, nên em phải đi thuê khách sạn. Tôi đồng ý chở em đến khách sạn ngay gần nhà tôi, cũng nghĩ đưa cô ấy đến đó rồi sẽ về. Ai ngờ, khi tới nơi, cô ấy nói mệt và rất muốn có tôi cùng lên phòng. Tôi đồng ý và chuyện gì tới cũng tới. Vì đã thèm chuyện ấy quá lâu nên ham muốn của tôi trỗi dậy. Vừa vào đến nơi, cả hai chúng tôi đều lao vào nhau như con thiêu thân. Tôi như một chàng thanh niên và lâu lắm mới được sống lại cảm giác điên cuồng như vậy. Em ngóng nghiến lấy tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi cứ như hai kẻ đã lâu ngày thèm khát chuyện ấy. Sau đêm đó, tôi và em lại tiếp tục những ngày tháng vụng trộm. Cả hai đều xác định chỉ đến với nhau vì nhu cầu sinh lý, sẽ không có chuyện kết hôn hay trách nhiệm gì. Thế nhưng mỗi ngày, tôi đều bị nhớ mùi hương, cơ thể em và cả những xúc cảm điên cuồng mà em đã đem lại cho tôi. Khi ở bên em, tôi luôn có cảm giác mình căng đầy sức trẻ. Dẫu vậy, tôi cũng đang rất khổ sở khi phải đối diện với gia đình và con cái. Tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể chối bỏ bản năng của mình, nhưng tôi cũng không thể chỉ vì một phút chạy theo cảm xúc mà phá vỡ đi gia đình và tất cả những gì tôi đang có. Nhưng vấn đề sinh lý, ham muốn của tôi thì cũng không thể kiểm soát được. Quý vị ạ, đàn ông chỉ có thể nhịn yêu trong khoảng thời gian tối đa là 3 tuần. Còn với các chị em, họ có thể nhịn yêu lâu hơn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không phải khả năng của họ, mà là vì trong cuộc sống có không ít lý do khiến cho cả hai phải kiêng khem và nhịn chuyện ấy, như vợ chồng cãi nhau, ốm đau, công tác, bệnh tật. Chính khoảng thời gian gián đoạn chuyện chăn gối đều đặn này khiến cho các quý ông luôn thèm chuyện ấy và cảm thấy khó chịu, bứt rứt nếu không được đáp ứng. Thậm chí nếu nhịn yêu một thời gian dài, đàn ông có thể rất dễ dàng sa ngã, ngoại tình lén lút sau lưng vợ, nhất là thời kỳ các chị em mang bầu và ở cữ sau sinh. Bởi thế, chị em nên tinh ý nhận ra thời điểm này và chú ý sắp xếp các cuộc yêu một chút nhé. Sau thời gian dài thèm muốn, đợi chờ, chàng sẽ rất thích thú nếu được bạn tình chiều chuộng những lúc lên giường, nhất là khi chúng ta biết cách làm mới bản thân, trở nên quyến rũ
và táo bạo hơn khi đưa chàng tới chốn Bồng Lai. Thứ ba, khi muốn xin lỗi vợ sau trận cãi vã. Bà Lan ở Hà Nội tâm sự rằng nhiều khi đang giận chồng đến mức không muốn nói một lời thì chồng lại khêu khêu làm chuyện ấy. Không chiều chồng thì khiến chồng tự ái, mà chiều chồng thì chuyện ấy chẳng khác gì cực hình với bà. Hôm đó, có một lần bà mượn chồng chiếc máy tính cá nhân đi làm. Tối về, ông Quân là chồng của bà mở máy tìm bản hợp đồng mà ông đã làm lưu trong ổ D nhưng không thấy. Sau một hồi, hai vợ chồng loay hoay tìm không ra, trong khi phía đối tác của ông Quân lại yêu cầu ông phải gửi hợp đồng đó ngay. Vì quá gấp gáp và bấn loạn nên ông Quân cáu gắt âm nhà. Ông Quân mắng bà Lan là đồ học đòi, rằng bà toàn làm hại đời tôi, rằng đồ ngu. Sau một hồi tiếng nặng tiếng nhẹ với vợ mình, ông Quân ôm máy tính đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, ông quên nhấm nhặng thêm một câu: từ giờ trở đi, bà đừng động vào bất cứ cái gì của tôi nữa nhé. Ông Quân mang máy tính ra cửa hàng. Sau khi nhờ nhân viên tìm kiếm, thì hóa ra ông lưu vào một nơi khác trên máy tính. Giải quyết xong xuôi được vấn đề hợp đồng, lại được bên đối tác chấp nhận, nên ông Quân vui vẻ quay trở về nhà. Bà Lan vì giận chồng nên suốt cả buổi tối hôm đó không nói một lời. Mỗi om cơm, chồng hỏi gì bà Lan cũng chỉ im lặng. Tối đến khi các con đi ngủ, ông Quân mò vào giường và làm lành với vợ. Bà Lan đẩy chồng ra, nhưng ông Quân cứ cười làm lành rồi lại tiếp tục tấn công bà. Cuối cùng, vì sợ chồng lại nổi giận nên bà Lan đã nhắm mắt chiều chồng. Bà Lan tâm sự, chồng bà rất hay đòi làm chuyện ấy mỗi khi bà giận. Và vào những lần đó, ông Quân thường rất chịu khó dạo đầu. Tuy nhiên, vì đang giận chồng nên càng dạo đầu thì bà Lan càng sợ như muốn dựng cả tóc gáy lên. Tuy nhiên, vì là chuyện tế nhị nên bà Lan vẫn phải cố. Trong khi nếu vợ chồng bình thường không giận nhau thì bà chỉ ước được chồng kéo dài màn dạo đầu thì ông ấy lại không làm. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.